Giáng sinh là ngày lễ ngày càng trở nên quen thuộc và được coi như hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng chung, đặc biệt là giới trẻ. Hòa chung với không khí đón Giáng sinh trên khắp dải đất hình chữ S Việt Nam, thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cố đô Huế và thưởng thức một đêm Giáng sinh an lành cùng với nhóm phóng viên Cuộc sống 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà thờ Phù Cam thuộc Tổng giáo phận Huế. Nhà thờ Phù Cam thì tọa lạc trên đồi Phước Quả, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế và được coi là một trong những nhà thờ to lớn, nổi tiếng và lâu đời nhất thành phố Huế. Cũng giống như nhiều nhà thờ khác trên cả nước thì hiện tại không khí ở đây vô cùng sôi động và náo nhiệt ạ. Một không gian tràn ngập ánh sáng, một thánh đường có sức chứa khoảng 2.500 người. Nhà thờ Phù Cam bỗng trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết trong lễ vọng mừng một đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mình là người Công giáo và mình đã đi đến nhà thờ Phù Cam từ khi nhỏ đến lớn rồi. Nhưng mà thời gian khi mình lớn lên mình ở nước ngoài và mình có dịp để quay trở lại nước thì ngày Noel là ngày mà gọi là đặc biệt nhất trong năm đối với người Công giáo. Và mình thấy lễ Công giáo, đối với người Công giáo thì cái lễ Noel là một cái lễ mà có rất là nhiều ý nghĩa. Vậy đối với gia đình là một cái nơi để chúng ta có cơ hội để gặp gỡ, rồi cũng như là gia đình hồi tụ lại với nhau. Nói về ý nghĩa thì có rất là nhiều ý nghĩa đối với người Công giáo. Mà một Giáng sinh thì ai cũng mong muốn là một buổi lễ là an lành đối với mọi người. Vì vậy là đối với chúng tôi là người Công giáo thì buổi lễ Giáng sinh là buổi lễ có thể gọi là quan trọng nhất trong năm. Khi trở lại Phú Cam thì mình rất thích. Thứ nhất là thời tiết ở đây nó se se lạnh thì nó khác với cái nơi mà mình sống là ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó nóng. Thì nó sẽ không có cảm giác là những ngày lễ cuối năm. Và mình rất thích khi mà đến thành ở ngay chỗ nhà thờ Phù Cam, bởi vì là ở đây là chánh tòa Phù Cam thì những cái lễ lớn và những người đức cha cao, nói chung là các cha đã làm lễ và cảm giác rất là trang nghiêm, và mình thấy có cái sự trang nghiêm của bên đạo Công giáo của mình và mình đến đây. Mặc dù mang hơi thở hiện đại nhưng kiến trúc nhà thờ Phù Cam vẫn mang những ảnh hưởng và đường nét của một ngôi nhà thờ phương Tây, với mặt bằng xây dựng theo đồ hình thánh giá và những mô típ trang trí theo kiểu thức Công giáo. Tuy nhiên, ngôi nhà thờ này được thổi vào triết lý của phong thủy phương Đông. Có lẽ vậy, nơi đây không chỉ là điểm để những người Công giáo mà còn là điểm hẹn du lịch của đông đảo du khách thập phương. Tôi cũng phải là người Công giáo, tôi là người Phật, nhưng mà tôi cũng muốn tới đây để xem, để cho vui. Về không khí thấy cũng trời cũng đẹp. Tuyệt vời. Noel ngày càng được chấp nhận là một ngày lễ gia đình, một ngày để tụ tập quây quần mọi người, mọi thế hệ trong gia đình. Ngày Noel cũng là ngày của hòa bình, và dù cách đón Giáng sinh của người theo đạo hay không theo đạo có những nét khác biệt, nhưng nó vẫn mang rất nhiều niềm vui đến cho mọi người.